bây giờ nhớ đâu nó bán cái nhà này một cái thì có mà chết. Bán được, bán nhà đi vẫn chết à? Bán nhà đi thì chúng mình ở đâu? Mẹ mẹ cái con mất dạy này nữa, cay ơi là cay. Bây giờ vẫn sẽ đi tìm. Thôi ở nhà thôi, bây giờ đi tìm biết nó ở đâu mà tìm. Bực thế không biết chứ. Giờ chị đi bầu, chị bầu bí như này đi. Mày đang bầu bí ở nhà thôi. Bầu bí phải đi tìm bởi vì là không thể để như thế này được. Sao ảnh hưởng đến em bé chị ạ? Bây giờ bạn đi tìm đúng không? Để giải quyết cái gì không? Bây giờ đang bầu bí. Đúng. Quan trọng cái sức khỏe của mình đã. Không, mình đang bầu bí như này lỡ đâu mình đi mình tìm nó giải cho một cái. Nó ảnh hưởng đến cái bầu làm sao? Ảnh hưởng sức khỏe đến chị luôn. Mẹ nó chứ. Trông bực hôm nay trông cái chú đầu nó xuống ao luôn ấy. Này, bắt đầu rồi này. Thư ơi, dạ. Em gì đấy? Đang... Các bạn này các anh cú bây giờ ra bảo mấy con kia nó đéo chịu giờ đó đâu, hôm nay nó gọi điện thoại ấy. Xong rồi nó bảo nó mang đi bán rồi. Này, chúng tôi bảo xem đi ra ngoài. Đây, mẹ bà xem đi, đây hôm nay chồng đi chơi. Chồng nhắc định ra đồng nương cá thì gặp có đây, cho bà xem đi ra nha đây. Đấy, đấy. Bây giờ mày bảo là mày có bán không? Tại sao mày có những người đàn rồi hả? Mày có những người đàn rồi hả? Mày có những người đàn rồi hả? Đây, hôm nay gặp nó, đấy mày nó cãi luôn. Đấy, nó cãi đây. Đấy, chồng phang luôn. Nó, tức là nó lúc mà chồng đến ấy thì là nó đang gọi cho một cái người nào ấy. Nó bảo là chiều hôm nay là nó sẽ bán luôn, với cả là nó đang đợi thằng Mạnh ra để nó bán cái mảnh đất này đi. Thế là nó bắt được đây, lúc cái đoạn mà nó nói chuyện với bà nào này, nếu biết được là nào luôn đây. Này, đây này. Này. Nó đâu gọi điện cho người ai đấy? Nếu biết thì nó gọi điện cho ai luôn, xong rồi nó bảo là đấy, nhìn này, vợ cái nhà đi. Đây, có người chạm đây, nói này luôn. Bên cái tòa này, quay người đâu mà bà ơi, hả? Em gọi người mày để bán mặc áo luôn đấy. Cay ơi là cay anh em ạ. Nó bảo là nó sẽ nhất quyết là nó sẽ bán cái nhà của mình đi. Và nó nhất quyết là nó sẽ phá bằng được mình cái thư, không cho mình cái thư quay lại với nhau. Còn lại như thế. Và nó bảo con định bảo là nó sẽ phá cả cái bầu này cơ. Thanh nó là... Cay ơi là cay luôn. Ô, mày bây giờ mày bán cái nhà của tao, nhưng mày bảo bán làm sao? Đấy, xong rồi nó bảo là em trai. Là em trai, nó là xui chứ. Chính con này xui, con này là người xui. Thằng kia về lấy sổ đỏ để nó mang đi cho con này, để con này nó bán. Xem bận xem hết đi. Sổ đỏ đấy, mẹ của tao, hiểu không? Bây giờ mày đang giấu nó ở đâu? Mày đang ngay về nhà tao, mẹ tao đang điên đấy, đang tìm mày đấy, hiểu không? Đây là bây giờ đấy, đi mồm nào, đi bây giờ đấy, mày đang ngay sổ đỏ đây. Quá mất dạy luôn đi. Còn là mày không có người bán, mày đâu mà tính có người bán không hả? Tính có bán đâu. Bước xúc thật đi chứ. Bây giờ nó có ở trong tay em đâu, nó ở trong tay của em trai của anh mà. Nó đưa cho mày đấy. Tao vừa đến nghe mày gọi. Không thể gì được, vợ sẽ đi gặp nó luôn. Mẹ thôi bây giờ đi gặp nó thôi. Bây giờ vợ... Quá không thể chịu được nữa. Bây giờ vợ đi gặp nó làm cái gì? Bây giờ nó trốn rồi, chồng ấy chồng vả nó mấy cái rồi đây này. Trốn phải tìm. Đây này, nó chạy rồi, nó cảnh nó chạy này. Nó chạy mất hút rồi, đây này. Cho bạn xem là lúc nó chạy này. Này, chạy mất rồi. Nó chạy mất rồi. Bây giờ vợ đi vợ tìm nó không giải quyết được cái gì đâu. Bây giờ ấy, làm thế nào mà để cho thằng Mạnh em con Xuân ấy không thể làm yêu nhau được. Nó có dọa mình như thế mà nó hiện người nó bán rồi. Bây giờ nhớ đâu nó bán cái nhà này một cái thì cũng mà chết. Sao bán được? Bán nhà đi vẫn chết à? Bán nhà đi thì chúng mình ở đâu? Mẹ ở mẹ đâu? Cái con mất dạy này nữa, cay ơi là cay. Bây giờ vẫn sẽ đi tìm. Thôi ở nhà thôi, bây giờ đi tìm biết nó ở đâu mà tìm. Bực thế không biết chứ. Giờ chị đi bầu, chị bầu bí như này đi. Mày đang bầu bí ở nhà thôi. Bầu bí phải đi tìm bởi vì là không thể để như thế này được. Sao ảnh hưởng đến em bé chị ạ? Bây giờ bạn đi tìm đúng không? Để giải quyết cái gì không? Bây giờ đang bầu bí. Đúng. Quan trọng cái sức khỏe của mình đã. Không, mình đang bầu bí như này lỡ đâu mình đi mình tìm nó giải cho một cái. Nó ảnh hưởng đến cái bầu làm sao? Ảnh hưởng sức khỏe đến chị luôn. Mẹ nó chứ. Trông bực hôm nay trông cái chú đầu nó xuống ao luôn ấy. Này, bắt đầu rồi này. Bọn em đã cay ơi là cay. Bên nó còn chạy trốn nữa. Cay. Đi, tao đi lên kia nói chuyện với các bạn luôn. Anh bảo anh cứ đi ăn thổ rồi. Bán rồi, bây giờ thiêu rồi. Đấy. Thổ rồi bán rồi á. Bây giờ bán rồi á. Đi
nó bảo là sổ đỏ bán thì không bán rồi, đéo làm gì được nó, ý nó bảo thế mà mình tuyên tố nó như này này. Mẹ nó bảo với gia đình nhà mình là nó sẽ là phá đến cùng đúng không, nó mới bảo là nó sẽ không cho mình với Thư yêu nhau đúng không. Mình sẽ nói thẳng này, mình sẽ gửi đến nó nhá, nếu mà nó mà không mang sổ đỏ về đến cho nhà mình, giả lại mình và xin lỗi mẹ mình và xin lỗi tất cả mọi người mà thời gian vừa qua nó đã làm sai, những cái điều của nó làm sai, thì mình hứa với mọi người luôn, mình sẽ đưa con này lên công an và mình sẽ làm thế nào để cho hai con này không có liên quan đến nhau nữa. Thậm chí là mình sẽ dùng tiền là mình sẽ ra mình nói chuyện với nó luôn, cấm yêu luôn đấy. Một khi mà yêu con này là cấm luôn. Nếu mà như này, nếu mà con này mà nó đang mục đích là nó bán nhà đi để nó lấy tiền đúng không, thì chiều hôm nay là chồng sẽ mang tiền đến và chiều hôm nay chồng sẽ nói chuyện với nó làm thế nào ấy. Nếu mà nó nói chuyện theo cái kiểu mà bình thường, nó muốn tiền thì chồng sẽ đưa cho nó tiền luôn, để cho nó tránh xa thằng Mạnh, là cút chéo khỏi cái nơi này, không cho nó ở cái nơi này nữa. Còn nếu mà nó còn ở bến đảng ở cái nơi này nhá, hứa danh dự luôn, kiện nó ra tòa bằng được luôn, cho ra tòa. Để chiều hôm nay mình sẽ mang tiền đến và mình sẽ ném vào mặt nó để xem là nó có cút ra khỏi cái cuộc đời của thằng Mạnh và cút ra khỏi cái nơi mình đang ở đấy không nhá. Cay lắm rồi, đây mọi người xem này, hôm nay mình bắt quả tang nó gọi điện cho một cái bà nào ấy, nó bán cái sổ đỏ nhà mình đi. Đấy, mặt cưng cưng, vẻ mặt cứ cưng cưng, mặt cứ màu đá này, mặt cứ màu đá luôn. Em nói gì đấy? Đây, mặt màu đá. Tất nhiên là sẽ kiện rồi. Xem gì không? Nhà tao mất rồi, mày tao không kiện. Mặt rất bố léo, thể luôn mặt con này bố léo, vãi đái luôn. Thế luôn nhá, cái con này mình sẽ hứa với mọi người nhá, mình không kiện nó thì nó sẽ đi, nó lừa hết cả mọi người thôi. Mình cho nó đi tù, nó biết cái cảm giác của cái mùi như nào, đúng không? Để lúc đấy nó xem cái mùi vị của chúng nó như thế nào. Để xem lúc đấy nó kêu lan gì không, bố mẹ nó con lúc đấy bố mẹ nó như thế nào. Nhà mặt cưng cưng cưng, mặt này mặt cưng 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 anh em nhá. Nó chạy luôn. Chạy mà. Cái này nó chỉ hơi hăng bổng thôi, nó mà lúc mà mình chuẩn bị mình và mình đánh nó chạy mà. Con này mình đảm bảo mọi người luôn nhá. Cái này chồng đang định bắt nó để chở nó lên về nhà này đúng không? Đang định bắt nó chở nó về nhà. Thì nó chạy luôn xuống kia, thế là chồng cầm viên gạch như này. Đập phát lưng luôn. Thế à? Ừ, phát lưng luôn. Chắc con bé nó cũng đau. Bé cũng đau. Thế cũng ôm lưng thế là xong đầu là chạy mà thế này. Nhá, cho đúng từ bây giờ, mình cho được con này đúng từ bây giờ đến ngày mai. Suy nghĩ lại cái nhân cách của mày, suy nghĩ lại cái lời nói của mày, suy nghĩ lại những hành động của mày nhá. Mày mà không mang cho tao sổ đỏ đến nhá, đừng có trách tao. Còn này mày thích tiền đúng không, chiều nay tao gặp mày cho mày tiền luôn nhá. Gửi mày luôn, cho mày tiền luôn đấy, mày thích bao nhiêu cho mày tiền luôn. Gửi đôi lời đến con tổ sách này nhá. Cả mình hôm nay á, nay mà anh mà bắt nó để anh cho lên về luôn. Okay. Hôm nay chồng mình cho lên công an rồi, nhưng mà nó chạy. Cay ơi là cay luôn. Thôi chạy là chạy là con này không biết gì. Đấy chồng cầm cầm cái cay. Phang luôn. Con bé đâu, sợ chạy mẹ cứt rồi. Thế luôn chắc mẹ mày ỉa ra cứt luôn, sợ chạy ỉa mẹ cứt luôn. Vâng, mặt luôn. Mình ơi, mình anh trời ơi, chồng đánh xong rồi, thấy quần nó dừng cứt xuống, mình sợ quá ỉa mẹ. Ờ sợ kiểu chạy mẹ cứt luôn. Con mày sợ chạy mẹ cứt luôn. Đưa em mình bảo mẹ luôn nhỉ. Ôi thế. Thế luôn này sợ mà. Thế này tóm ngay cho này, con tóm sống này. Tóm sống luôn. Đúng không? Đúng rồi nè. Ủa anh em ok anh em nhá. Thì mình cũng muốn là thông báo với mọi người là tình hình là như thế. Nó là mình về mình báo với Thư định đi gặp nó mà thôi, ở nhà thôi. Nếu mà chồng không cản nó vẫn là bắn luôn đấy. Sức khỏe là cái trên hết. Đó, Thư đang bầu bì rồi. Đang cũng bụng bắt đầu dần dần to các bạn ạ. Nên là thôi ở nhà để mình giải quyết. Mình chỉ muốn nói với Thư để Thư biết tình hình nhà thôi nhá. Còn các bạn nhớ là đăng cái kênh này để ủng hộ mình nhá. Đây là cái kênh mình sẽ đăng lên làm kênh chính luôn mọi người nhá. Có thời gian vừa qua thì mình tạm gác lại cái kênh chính, là mình sẽ không đăng lên kênh chính nữa, tại vì kênh chính của mình đang gặp vấn đề trục trặc nên là không thể nào đăng lên được. Nên là mọi người đăng ký kênh này nhé, kênh này mình sẽ làm là kênh chính nhé mọi người nhá. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì ăn cơm đi, còn chiều xem là tình hình. Hello mọi người,
Thì như mọi người cũng đã biết thì ngày xưa là Kiên khá là gầy đúng không? Và Kiên rất là trẻ con. Thì sau khi mà Kiên được một bà chị, bà ấy mách cho uống một cái sản phẩm, đó là sản phẩm vitamin tăng cân. Đây là sản phẩm mà Kiên đang uống rất là lâu rồi. Sản phẩm này thì là sản phẩm tăng cân Thái Lan. Một lọ của nó là 100 viên nha các bạn nhé. Thì cam kết với mọi người là uống một tuần là sẽ tăng cân. Và sau khi uống một lọ thì sẽ tăng từ 2 đến 8 cân nha mọi người. Thì sản phẩm này thì trẻ con trên 6 tuổi đã uống rồi, rất là dễ uống. Và bây giờ Kiên sẽ bóc hộp ra và Kiên sẽ uống cho mọi người xem nhé. Ok mọi người này, một lọ của nó sẽ như này. Đó, bây giờ Kiên sẽ khui hộp ra này. Các bạn uống thì một ngày 2 lần nhá. Mỗi lần thì 2 viên, một viên to, một viên nhỏ. Đó, đó như này. Một viên bé này, một viên đỏ. Kiên sẽ uống luôn cho mọi người xem này. Đó, cái sản phẩm này thì dành cho những cái bạn nào mà ăn lâu năm mà ăn mãi mà không béo thì các bạn hãy dinh ngay một cái loại sản phẩm này về để uống nhá. Kiên cam kết là tăng cân luôn. Bạn nào mà muốn tăng cân ấy thì các bạn hãy nhắn tin trực tiếp vào Kiên. Đó. Nếu mà không tăng cân thì Kiên sẽ hoàn lại, trả lại tiền luôn. Đó. Thì bạn nhắn tin trực tiếp vào số Zalo cho Kiên. Zalo thì Kiên đã để màn hình rồi. Và cho các bạn xem cái hình ảnh mà hồi trước là Kiên chưa uống này và sau khi uống nhá. Đây. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đấy, sự gắt gọt không? Đấy, sau khi uống một cái này có da có thịt, cái này đẹp trai ngay anh em ạ. Đấy, các bạn cứ yên tâm nhá. Nhắn tin Zalo cho Kiên. Ok, bye bye.